Chào anh chị nhá, review cho anh chị một cái căn nhà dưới 2 tỷ 4 tầng. Đẹp long lanh luôn anh chị này. Đây mình đang đứng ở trên tầng thượng này. Trên ốp chống nóng rồi anh chị nhá, ốp chống nóng rồi này. Đấy. Giờ mình vào phía trong của căn nhà nhá. Từ ban công này anh chị này, qua phòng thờ này. Đây chính là không gian của phòng thờ này. Đây qua hệ thống cầu thang này. Sang sân phơi này. Đấy, sang sân phơi đây. Đấy, đây là trên tầng thượng là sân phơi, phòng thờ và ban công, cực đẹp, cực rộng luôn nhé. Hệ thống hành lang cầu thang khá là rộng rãi anh chị nhé. Cái mô hình ở trên cái tầng này thì người ta có thể là người ta thiết kế là không gian phòng bếp ở trên này cũng được anh chị nhé. Đấy, không gian phòng bếp ở trên này cũng được đấy. Thì nếu mà không gian ở dưới mình để xe để khô hoặc nấu ăn sau có mùi thì mình đưa lên trên này cũng khá là ok đấy. Đấy, từ không gian của tầng 4 mình xuống là tầng 3 đây. Đấy, tầng 3 thì được chia không gian thành nhà vệ sinh ở giữa và kết nối với cầu thang và hai phòng ngủ hai bên anh chị nhé. Đây anh chị này, đây là phòng ngủ phía sau của căn nhà này. Đấy, đây là nhà vệ sinh chung này, nhà vệ sinh chung anh chị nhìn này. Đấy, còn đây là phòng ngủ phía trước của căn nhà này. Họ thiết kế tạo điểm nhấn này. Đấy, khá là ok anh chị nhé. Đấy, có ban công, trần, cửa sổ, lấy gió, lấy sáng. Khá là đẹp, khá là lung linh anh chị nhé. Đây, họ thiết kế ban công giống như bên kia. Đấy, đây, bên kia tạo điểm nhấn cực đẹp. Đây là phía trong của căn nhà này. Đấy, anh chị thấy không nào? Ok, đây là phòng ngủ phía trước của căn nhà. Giờ anh chị ra qua phòng ngủ phía sau của căn nhà. Đấy, từ không gian của phòng ngủ phía trước nhà vệ sinh chung ấy, thì anh chị qua không gian phía sau là phòng ngủ của căn nhà đây cũng khá là ok anh chị nhé. Anh chị nhìn thấy chưa, cũng cực đẹp luôn đấy. Đây nhìn cho anh chị góc nhìn rộng hai anh chị nhìn thấy đấy. Ok anh chị, giờ mời anh chị xuống tầng từ không gian của tầng 3 thì anh chị xuống tầng 2 của căn nhà đây. Đây là không gian hành lang chung của căn nhà đây. Giờ mời anh chị xuống dưới. Không gian ở tầng 2 của căn nhà thì được chia thành không gian của nhà vệ sinh này. Đấy, cầu thang này. Và khoảng không giữa nhà vệ sinh và phòng ngủ VIP này. Đây đây là phòng ngủ VIP đây. Anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, đây chính là không gian của phòng ngủ anh chị này. Phòng ngủ của VIP đây. Đấy, nhìn ra không gian đây. Đấy. Đấy, không gian của tầng 2 là có phòng ngủ, nhà vệ sinh và sảnh. Đấy, sảnh để lên tầng và không gian để mình tập thể dục thể thao. Đấy, rồi là cái không gian chung giữa nhà vệ sinh và phòng ngủ cũng khá là ok. Đấy, anh chị nhìn này, đẹp luôn đấy nhé. Đấy, cũng lắp hệ thống điều hòa kín hết. Rồi, giờ mời anh chị xuống không gian của tầng 1. Đấy, từ không gian của phòng ngủ anh chị xuống không gian của tầng 1 đây theo lối cầu thang này anh chị nhìn này. Đấy, cầu thang thì tạo điểm nhấn giữa nhựa và sắt kết hợp cũng khá đẹp. Đấy, đây là xuống không gian của tầng 1 thì không gian của tầng 1 thì có cái vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp và cầu thang. Đây là không gian của bếp này, đây là không gian của bếp và nhà vệ sinh này, nối lên cầu thang này. Đây là không gian của phòng khách này, khá là rộng rãi này. Đấy, cực đẹp luôn nhá. Đấy, đây chính là không gian của phòng khách và phòng bếp nhìn từ trong vào này, từ ngoài vào này. Rất là ok. Nếu anh chị thấy ưng căn này anh chị liên lạc với anh Minh số điện thoại 0388832303 hoặc là 0988606116 anh Minh, sàn bất động sản Ano nhà đất anh chị nhé.